chia lịch hẹn làm theo nhóm. Bạn chọn vào lịch hẹn cần chia. Nút Split để chia lịch hẹn làm theo nhóm. Bạn chọn thợ và dịch vụ tương ứng rồi bấm hoàn thành. Như vậy khi chọn vào cuộc hẹn có làm nhóm, chúng sẽ tự link lại với nhau giúp việc quản lý lịch hẹn trực quan, dễ dàng hơn. Xin vui lòng gọi hotline số 800 398 0525 để được hỗ trợ.